cho mấy bé ăn một cái đấy, để có thêm một bé sói baby các bạn ơi. Đó, cho bé ngồi sướng. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lập Sư Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở những tập trước thì mình có thuần phục những bé sói cũng như là bé mèo, nhưng mà mình chưa có kịp xây cho mấy em đó những ngôi nhà các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mấy bé đó một ngôi nhà mới nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau lựa chọn cái vật liệu xây dựng thôi. Mình sẽ dùng gỗ sồi đi để làm phần trụ đấy các bạn. Và phần mái thì mình sẽ viền bằng chắc là dùng gỗ xoài sẩm các bạn ơi. Ok, chắc mình sẽ dùng gỗ xoài sẩm để viền phần mái nha. Rồi, tầm này là ổn rồi. Để mình coi coi phần, để phần mái đặc biệt hơn, chắc mình sẽ dùng mấy cái kiện rơm các bạn ơi. Tại vì mình thấy kiện rơm làm mái cũng khá là đẹp ấy. Rồi, mình sẽ lấy một ít lúa và đổi ra mấy cái kiện rơm nha. Ở đây mình có 20 cái kiện rơm rồi. Nếu một tí nữa mà có thiếu ấy thì mình sẽ về thu hoạch thêm lúa rồi chúng ta chế tạo thêm nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ở bên đây cũng như là xây cái ngôi nhà cho mấy bé thôi. Hôm nay thì mấy bé chỉ đứng ở đây và mình cho mấy bé ở đây để nghe nhạc chung với bé vẹt nè các bạn. Một tí có gì mình sẽ đem đĩa nhạc lại cho mấy bé nghe chung nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây thôi. Mình sẽ xây cái ngôi nhà cho mấy bé ở đây nè các bạn ơi. Cái khu này cũng khá là đẹp rồi. Rồi giờ mình sẽ dọn một ít cái cỏ ở đây ra. Tại vì nãy giờ mình cũng chưa kịp dọn cỏ nữa các bạn ơi. Dọn chống chống rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha. Đây, ở đây thì mình sẽ làm cái phần trụ trước ấy các bạn. Mình sẽ đặt cái trụ sao cho nó đẹp ta. Mình sẽ hướng cái chắc mình hướng cái cửa của mấy bé ấy, là về cái phía cái hồ các bạn ơi, để cho mấy bé có thể ngắm được cái khu cắm trại bên kia luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái trụ ở đây. Cách ra khoảng 3 ô đi, mình sẽ đặt một không 3 ô chứ. Đó, rồi mình sẽ đặt tiếp một cái trụ. Sau đó thì mình sẽ cách ra khoảng 1 2 3 4 5 ô thì mình sẽ đặt tiếp một cái trụ ở phía sau nha. Đó, tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ đi lên khoảng thêm một ô nữa đi. Tại vì mình muốn làm một cái cầu thang các bạn ơi, để cho nhà của mấy bé cao cao một xíu ấy. Rồi tiếp theo thì mình cần làm một cái bàn chế tạo. Ok, giờ mình sẽ craft một cái bàn chế tạo trước đi. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo những cái cầu thang đấy các bạn, để mình có thể cho mấy bé đi lên phần sàn trên nha. Đây, một cái cầu thang và một ít cái slab luôn. Đó, đây một ít cái slab nè. Rồi giờ mình sẽ đặt cái cầu thang ở đây. Và hai cái này thì mình sẽ đặt gì được không ta? Đặt gì thì không đẹp cho lắm các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng cái ván bình thường thôi. Đó, ở đây mình sẽ đặt cái ván bình thường thôi. Đó, rồi sau đó mình sẽ ốp dài ra phía sau. Đó, cũng khá là ổn rồi. Rồi tương tự như vậy nha. Rồi mình sẽ chế tạo thêm một ít cái ván đi. Đây, đó, rồi ốp vào. Tại vì mình không muốn kiểu như là để cho cái sàn nó thấp quá các bạn ơi. Nếu mà làm cao như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nếu lên thêm một tầng nữa thì sao? Lên gì lên gì thì nó hơi cao quá rồi các bạn ơi. Chắc mình chỉ làm phần sàn như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ kéo những cái trụ này cao lên một xíu nha. Cái này là cao 2 ô rồi, kéo trụ lên cao khoảng 4 ô ấy các bạn, là vừa đấy. Tại vì nhà của mấy bé thì không cần quá cao đâu. Rồi sau đó mình sẽ nối ngang lại nha. Rồi nối lại mặt trước cũng như là ở mặt sau luôn, và bên hông. Đó, vậy là xong cái phần khung của ngôi nhà rồi. Đấy, mình thấy cái khung này cũng khá là ok rồi. Bây giờ chắc mình sẽ trèo lên cái nhà cây của mình để ngủ trước cái đã. Thì trời cũng tối rồi các bạn ơi. Không ngủ thì quái nó lại spawn ra làm phiền mình nữa. Ngủ thôi. Nhà trên cây thì cũng rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Tại vì mình có thể ngắm mặt trăng khi ngủ kìa. Rất là hay luôn. Và buổi sáng thì có thể ngắm bình minh luôn ấy. Rồi giờ thì đi xuống và tiếp tục xây dựng thôi. Để mình coi coi cái này mình có thể ốp lại bằng mấy cái ván luôn ấy. Hiện tại thì chắc mình chỉ ốp bằng mấy cái gỗ sồi thôi các bạn ơi. Trong thời gian chỉ 2 tập, nếu được thì mình sẽ đổi cái vật liệu để ốp xung quanh đây, để nhìn cho ngôi nhà của mấy bé cũng như là nổi bật hơn đó hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần gọi là cái cửa sổ ấy. Sao ta, gì cũng khá ổn, gì cũng khá ổn. Không chứ, cái này mình phải ốp ở phía dưới thì nó sẽ đẹp hơn nha. Mình có thể ốp như vậy nè các bạn. Đó, nhìn vậy thì nó sẽ kiểu như là nổi bật hơn ấy. Rồi mình sẽ quyết định làm như vậy nha. Rồi sau đó mình sẽ làm cái phần cửa sổ. Cửa sổ thì chắc mình chỉ dùng những cái hàng rào thôi các bạn ơi, không dùng kính đâu. Ở đây thì mình sẽ ốp lên như vậy.
và mình làm hai cái cửa sổ nhỏ đi. Đó, ở sau thì một cái cửa sổ thôi, và bên hông thì cũng là một hai cái cửa sổ nhỏ. Như vậy cái nhà thì này thì nó chỉ có chiều dài thôi các bạn ơi, nhưng mà không có chiều ngang ấy. Hay là mình mở rộng ra bên hông một ít nha. Ồ, chắc mình sẽ làm bên hông thêm một phần nữa đi các bạn ơi. 1 2 3. Ok, mình sẽ làm bên hông thêm một phần nữa. Và bên hông một phần, vậy là cái này mình cần phải chặt ra rồi. Vậy là mình phải đặt chặt cái này ra luôn các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra 1 2 3 nè, rồi mình sẽ làm cái một cái trụ ở bên 1 2 3 bên đây. Đó. Bao ô thì nó hơi bự nhờ. 2 ô thôi. Cái trụ bên hông thì chỉ 2 ô thôi nha, cách 2 ô thôi. Rồi sau đó mình sẽ nói ngang và nói về phía sau. Đó. Như vậy thì nó kiểu như là không có quá bự các bạn ơi. Tại vì nhà này thì bự quá thì cũng không có đẹp đâu. Đó, tầm vừa vừa là ổn rồi. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái trụ xuống. Cái này thì nói ngang bình thường thôi. Đấy, và ốp những cái slab vào là được rồi. Tại vì hiện tại thì mình cũng khan hiếm những cái loại gỗ sồi các bạn ơi. Thành ra mình sử dụng gỗ sồi rất là tiết kiệm luôn. Đó. Rồi mình sẽ đặt ở đây và búp xong. Rồi tiếp theo là làm cửa sổ cho mấy bé thôi. Đó, đây là một cái cửa sổ nè. Ở đây là không làm được cửa sổ rồi. Một cái cửa sổ bên đây. Ok, tầm này chắc cũng ổn đó các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần cửa vào này. Cửa vào ấy thì mình không dùng những cái cửa bình thường đâu, tại vì cửa đó thì mình không nhìn được bên trong ấy. Thành ra mình sẽ dùng những cái cổng ấy các bạn ơi. Que thì chắc mình sẽ dùng những cái loại gỗ khác để làm đi, để cho tiết kiệm cái mấy cái gỗ sồi ấy các bạn. Rồi giờ mình sẽ làm một cái cổng nha. Đây. Búp. Được một cái cổng rồi. Đặt như thế này. Đấy. Mình chỉ cần đưa mấy bé vào bằng cách này thôi thì nó dễ hơn đấy các bạn ơi. Cũng khá là đẹp mà. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu làm phần mái đi. Rồi bây giờ tới phần mái nha. Cái này chắc mình sẽ cắt ra ba ô luôn đi. Tại vì nếu mà số chẵn ấy thì mình không làm được cửa sổ các bạn ơi. Thành ra mình làm số lẻ đi nha. Mình sẽ cho nó ra thêm một ô nữa. Để kiểu như làm được cửa sổ luôn. Cái này là 1, 2, 3. Ra đây và trụ. Giờ thì mới làm được cái cửa sổ nè. Rồi nói ra đi, mặc dù nó hơi to hơn bình thường một xíu, nhưng mà chắc cũng không tới nỗi nào đâu các bạn ơi. Hãy cho nó rộng rãi một xíu luôn. Búp và búp xong. Rồi bây giờ mình sẽ viền lại nốt ở bên đây luôn nha. Có vẻ là làm ngôi nhà cho mấy bé này hơi tốn gỗ sồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, để có gì trong thời gian nha, tầm mình sẽ chặt thêm đi. Đó, và đây có cửa sổ nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái mái nha. Mái thì mình dùng cái kiện rơm, không biết có đủ không nữa. Giờ bắt đầu viền trước đi. Giờ mình làm bằng viền trước nha. Đây, giờ mình sẽ viền. Ui trời ơi, đặt như vậy mới đúng nè. Rồi sau đó ốp ngược lại. Cái này cũng tương tự là ốp ngược lại rồi kéo dài qua bên đây luôn. Đó. Ốp ngược lại. Đấy. Để mình xem coi cái mái này làm như thế nào cho nó thích hợp ta. Cái mái này có thể là nó tương tự cái ngôi của ngôi nhà của mình đấy các bạn ơi. Chưa. Để mình ốp cái phần trước trước cái đã. Mình viền phần mái trước trước. Thông thường thì mình viền cái phần mái trước thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Ra bên đây. Cái kia là ở đây đúng không? Vậy là cái này thì mình sẽ ốp ngược lại như thế này này. Đó, rồi bắt đầu trèo lên trên đấy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ chắc thì mình cần phải chế tạo thêm những cái cầu thang gỗ sồi sẩm rồi. Như đây chắc không đủ đâu các bạn ơi. Ui mình lấy lộn gỗ rồi. Gỗ sồi sẩm mình lấy nhầm gỗ vân sam rồi. Ôi, giờ mình phải vào trong để lấy gỗ sồi sẩm thì mới làm được mấy cái viền được các bạn ơi. Nãy giờ mình lấy gỗ gỗ vân sam chứ. Hên quá, mình còn một ít cái gỗ sồi sẩm này các bạn. Rồi chế tạo những cái cầu thang thôi. Đó, rồi ra ngoài và bắt đầu viền thôi các bạn ơi. Để mình coi vậy là mình cần phải thu hoạch thêm lúa ấy, tại vì mình có được 21 cái kiện rơm mà cái máy thì cũng khá là bự ấy. Thành ra 21 cái thì chắc cũng không đủ để làm cái phần máy đâu các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình phải thu hoạch thêm này. Không biết với số lúa này thì có đủ để chúng ta làm phần máy không nữa. Tại vì phần máy này mình cũng lần đầu làm các bạn ơi. Và mình thấy nó có cái quả tiết thì cũng khá là đẹp ấy. Tại vì trên cái kiện rơm có những cái vạch đỏ rất là đẹp luôn. Mình thử làm một lần đi. Nếu không ổn thì có gì mình đổi thành những cái vật liệu khác cũng được. Đó, giờ thì mình thu hoạch đi. Trong thời gian 2 tập mình sẽ trồng lại sau các bạn ơi. Đó, rồi. Giờ bắt đầu nén lại thành những cái kiện rơm thôi.
Mình được 30 cái à. Có lẽ là số lúa này thì chắc không đủ đâu các bạn ơi, mình phải trồng thêm một lần nữa thì mới có thể hoàn thiện được cái máy ấy. Nhưng mà không sao đâu, giờ ốp được bao nhiêu thì ốp thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua bên kia rồi bắt đầu viền tiếp phần máy nha. Rồi dầm sẽ trèo lên. Trèo lên. Đó. Rồi bắt đầu đúng chưa ta? À cái này là thiếu. Cái này phải đi ra một ô nữa các bạn ơi. Đây, ngay tại đây nè. Đi ra như vậy, ốp ngược lại, đi lên. Đó, vậy thì mới đúng này. Đi đặt ra, đi lên, đó. Và sau đó đặt ngược lại như thế này. Đó, rồi tương tự với mặt trước luôn nha. Ui da, đó, ốp ngược lại, đi lên. Và như thế này. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ ốp mấy cái kiện rơm vào thôi. Kiện rơm đặt sao cho đẹp ta. Kiện rơm các bạn phải đặt xuống như thế này ấy thì nó mới đẹp nha các bạn. Đấy, nó sẽ có màu đỏ như vậy này, rất là đẹp luôn. Tương tự cái này thì mình sẽ đặt xuống. Đó. Đúng rồi. Không được, ở dưới phải có một cái block trước các bạn ơi thì mình mới có thể đặt ở phía dưới ấy. Mình phải có một block ở phía dưới trước nha. Đấy. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa. Mình thấy khá là đẹp luôn. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Nếu nếu thấy cái này không ổn ấy thì đừng quên comment để mình có gì mình sửa lại nha. Rồi, mình sẽ đặt ở đây và ở bên đây. Rồi, tương tự ở bên đây thì mình cũng ốp như vậy luôn. Mà không, cái này thì mình ốp bằng kiện rơm mới đúng chứ. Đó, mình kiện rơm. Tiếp theo là một block ở dưới để mình có thể đặt cái kiện rơm hướng hướng mặt xuống dưới ấy các bạn. Đấy. Đây 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 và đây. Đó. Wow, có vẻ cũng khá ổn đây. Rồi, mình sẽ đặt xuống như thế này luôn. Vậy là cái này không cần thiết, mình có thể đập ra nè. Đó, được 3 cục nữa và ốp vô đây. Đó, mặc dù bây giờ còn hơi thiếu nhưng mà không sao đâu các bạn ơi. Sắp tới mình có thêm những kiện rơm ấy thì mình có thể lấy rồi đem ra đây và đặt nốt vào luôn ấy. Làm một tí nữa mình có thể dùng bột xương mình nhân giống mấy cái lúa lên ấy thì mình có thể hoàn thiện được cái máy này rồi. Ồ, cái máy lần đầu tiên làm cái bằng cái kiện rơm nhưng mà mình thấy khá là ok đó các bạn ơi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ qua bên kia ấy để nhân giống mấy cái lúa lên đi để mình hoàn thành nốt cái phần máy trước rồi mới làm công việc tiếp theo nha các bạn. Và tương tự ở bên đây luôn nha. Và các bạn lưu ý là muốn đặt được cái kiện rơm có cái vạch đỏ đi ngang giống như mình ấy thì phải có block ở phía dưới thì mới đặt được nha các bạn. Đó, thành ra các bạn nhớ lưu ý nha. Rồi cái này thì không cần đâu, ở đây thì mình sẽ đặt xuống như thế này. Đó. Như vậy thì đã hoàn thành cái phần máy rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Mình chưa có đủ lúa các bạn ơi. Mình cứ tưởng 17 kiện là đủ rồi chứ. Ồ, vậy là mình còn thiếu 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. Ồ, còn thiếu 7, 8. Ồ, mình 8 kiện nữa. Mình thu hoạch thế mà còn không đủ các bạn ơi. Ồ, chắc trong thời gian giải tập mình sẽ hoàn thiện cái phần máy sau nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ chuẩn bị mấy vật liệu để mình còn trang trí ở bên trong của ngôi nhà nữa. Ở bên trong còn rất là đơn sơ luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy những cái da bò để chúng ta có thể làm được những cái item frame ấy các bạn. Rồi mình sẽ kiểu như là làm cái chỗ cho mấy bé ăn này, rồi chỗ uống nước các kiểu luôn. Rồi bây giờ vào trong để chuẩn bị thôi. Không biết mình còn da bò trong đây không nữa. Hình như da bò mình để bên cái nhà cũ của mình hay sao ấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau qua cái nhà cũ để lấy coi coi có da bò không nha. Da bò đâu ta? Đây đây đây, da bò đây. Và những cái item frame này. Item frame đây, một cái. Và chế tạo thêm nữa đi. Giờ mình sẽ làm thêm một ít cái nữa nha. Đây, được 3 cái rồi. Mình nghĩ mình có thể làm cái chỗ giống như là đang nướng thịt gì đó các bạn ơi. Mình có thể dùng mấy cái than này và chế tạo một ít cái đồ lửa trại nè. Đó, và một cái lọ thuốc. À không, không cần lọ thuốc đâu nhờ. Mình cũng có thể dùng nước ấy. Xô nước mình không biết. À, xô nước mình không có đem theo trong người rồi. Mà không sao đâu, giờ mình sẽ qua bên bển trước đi. Rồi mình sẽ lấy cái xô nước ở bên đây. Đó, có xô nước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lửa trại này bên trong của cái ngôi nhà của mấy bé nha. Sau đó mình sẽ dập lửa đi thì nó sẽ không có nấu chín thức ăn ấy các bạn. Và thức ăn mình có thể đặt ở trên cái lò này nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Rồi giờ vào trong và đặt xuống thôi. Chỗ ăn uống thì mình sẽ làm bên đâu ta? À, ăn uống chắc để bên đây đi nhờ. Ok, ăn uống chắc mình sẽ để bên đây nha. Tắt 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 lửa không thôi cháy.
Sau đó mình có thể để thức ăn lên đây là được rồi. Ngoài ra ở đây ấy, thì mình có thể máng thêm những khúc xương này cho mấy bé sói cũng như là những con cá cho mấy bé mèo ấy. Xương, cái này mình có nên chặt ra không ta? Thấy cái này hơi choáng nè các bạn ơi. Ok, chắc cái này chặt ra đi. Cái này cũng không cần nhất thiết này. Mình có thể làm cái trụ ở bên đây. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ máng những con cá, rồi cốt xương này. Và ở đây thì máng gì ta? Ở đây luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy thức ăn rồi đặt vào nha. Mình nghĩ là máng như cúc con cá như cúc xương là hợp lý nhất các bạn ơi. Và ở trên cái bàn ấy, trên bàn ăn thì mình sẽ đặt những cái miếng thịt gà này, rồi thịt cừu cũng được, tại vì mấy bé sói cũng có thể ăn thịt cừu nữa các bạn ơi. Ở đây thì mình có thịt gà sống hay sao ấy. Đâu có thịt gà sống ta, đây gà sống đây. Và cái máy farm gà của mình hoạt động cũng khá là ok các bạn ơi, nhưng mà nó cho cái số lượng thịt gà chín thì cũng hơi ít đấy. Bây giờ mình sẽ vào trong để lấy thêm ít cái thịt gà nhá. Ngoài ra mình cũng làm một cái, đặt một cái vạc xuống các bạn ơi, để cho mấy bé, à không, mình cũng có thể làm một cái chỗ uống nước bằng cách là đặt cái item frame mà. Được ấy. Rồi giờ mình sẽ làm thêm một cái item frame nữa nha. Đổi ra que. Và mình chín cái à. Vậy là được rồi. Rồi sau đó sẽ lấy mỗi cái thịt bò này. Thịt bò nè. Rồi thịt gà. Còn cá thì chắc lại cái chỗ áp ca câu cá thì mới có các bạn ơi. Chứ trong rương của mình giờ hết trơn rồi. Rồi giờ ra ngoài lấy thôi. Cá thì có hai loại cá luôn, là cá tuyết cũng như là cá hồi các bạn ơi. Đó, mọi thứ mình sẽ lấy một con thôi. Cái đó là đặt trên bàn, vậy là mình có thể máng con cá này lên. Đấy. Ô, một cục xương nữa chứ, một cục xương cho bé sói nữa. Rồi xong, tầm này là ổn rồi đấy. Giờ mình chỉ cần qua bên bển ấy và đặt xuống thôi. Ngoài ra mình cần chế tạo một cái vạc nữa không nhờ. Mình định dùng cái vạc để làm kiểu như là cái chỗ để uống nước ấy bạn ơi. Nhưng mà chắc giờ thì giờ dùng cái xô nước đi. Để cho nó nhỏ hơn ấy, chứ đặt cái vạc thì nó hơi choáng không gian một xíu các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong và đặt xuống thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt một con cá nè, và bên đây sẽ là một khúc xương. Và trên cái bàn ăn ấy thì mình sẽ đặt không được rồi, cái này là phải để cho nó lúc nó còn lửa các bạn ơi. Vậy là phải còn lửa thì mới làm được. Mình không biết mình lỡ ấy rồi, giờ phải làm lại rồi. Cái đó làm sao ta, lửa trại đâu mất tiêu rồi. Lửa trại đâu ta? Hồi nãy mình không biết mình đập ra luôn rồi, thành ra giờ mất tiêu rồi các bạn ơi. Giờ mình có than nè. Làm không được à? Cái này đặt lại coi. Hình như thiếu que hay sao các bạn ơi, để mình làm thêm ít cái que coi. Đúng không nhờ? Đây được rồi nè. Mình sẽ đổi cái này bằng cái than củi đi, tại vì bây giờ mình có than củi rồi. Đó, sau đó mình sẽ vào trong và đặt xuống nha, tranh thủ đặt nhanh các bạn ơi. Không thôi thì nó sẽ tự nấu chín thức ăn ấy. Mình sẽ đặt ở bốn góc, bốn loại cá luôn. Đó, và một con cá nữa. Đây. Rồi sau đó dập liền. Dùng xuống nước không được rồi. Vậy là phải dùng cái lọ thuốc rồi các bạn ơi. Phải dùng cái lọ thuốc ấy thì chúng ta khi mà dập lửa thì nó sẽ không rơi những cái con cá hay là thức ăn ở trên cái bàn nấu ấy các bạn. Vậy là bây giờ mình phải vào trong ấy để chế tạo một cái lọ nước. Lọ nước thì chúng ta có thể chế tạo bằng cách làm cho cái thuốc súng vào đấy các bạn. Được. Rồi, giờ mình tranh thủ mình làm luôn nha. Ở đây mình có một ít cái lọ hay sao này. Đây, một cái lọ thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây. Một lần mình có thể nấu 3 lọ mà. Được đấy, một lọ nữa và lọ cuối cùng. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái thuốc súng vào như thế này. Đó. Nhưng mà bây giờ mình hết chất đốt luôn rồi. Vậy là mình cần phải lấy thêm cái bột quỷ lửa các bạn ơi. Tại vì ở những phiên bản gần đây ấy thì phải cần có bột quỷ lửa thì nó mới hoạt động được cái chỗ nấu thuốc ấy. Wow, ở đây mình còn một cái bột quỷ lửa nè. Và mình sẽ cho hết cái số hạt giống này vào cái chỗ ủ phân của mình, để mình có thêm một số ít bột xương để sử dụng ấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ vào trong ấy và cùng nhau chế tạo những cái lọ nước thôi. Giờ mình sẽ cho bột quỷ lửa vào. Thuốc đang nung nấu nè các bạn. Đấy, mình chỉ cần đợi một xíu thôi là chúng ta đã có 3 cái chai nước rồi. Cái chai nước này ngoài có thể dập được tắt lửa của cái lửa trại ấy, thì các bạn có thể dùng nó để chữa cháy luôn. Nhiều khi sét đánh ấy các bạn, mà nó cháy nhà hay là cháy cái gì đó, thì các bạn có thể dùng những lọ nước này để chữa cháy nha. Nó cũng rất là hay luôn á các bạn ơi. Thì mình được 3 cái chai nè. Mình sẽ cho vô trong đây. Và đi ra ngoài bắt đầu
dập tắt cái lửa và làm được cái chỗ ăn uống cho mấy bé rồi. Đó. Con chỗ ăn uống không mà nãy giờ đi tới đi lui à. Đúng là nớp thiệt chứ. Rồi ra ngoài thôi. Hy vọng với cái lọ này thì mình có thể làm được cái bàn ăn cho mấy bé luôn nha. Và ở trước này chắc mình sẽ đặt một cái gì để phân biệt đây là cái nhà của mấy bé sói ta. Ok, giờ mình sẽ chế tạo cái bàn crafting ở trong đây trước đi, để có gì sử dụng luôn các bạn ơi. Ngoài ra trong đây mình cần phải thắp sáng thêm ấy, tại vì ở đây quá trời tối nè. Tiếp theo là một cái lửa trại đúng không, lửa trại thì cần thêm một ít que nè. Rồi, búp, đó, đặt xuống đây. Mình sẽ xen kẽ ba thứ luôn. Cá đâu ta, đây đây, vừa đủ nè. Thịt và cá, đó. Sau đó mình sẽ dùng cái chai này và tắt lửa nha. Đó, được rồi nè. Đó, các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, mình cực kỳ thích như thế này luôn nha các bạn. Và ở đây thì mình có thể máng cái gì ta. Mình có thể máng cái xô nước đi. Đó, kiểu như đây là chỗ uống nước ấy các bạn ơi. Và ở bên trong thì tạm thời chắc mình sẽ dùng đuốc thôi các bạn ơi, chứ mình chưa có kịp chế tạo những cái đèn lồng để trang trí cho mấy bé ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ cắm đuốc ở đây và ở bên đây. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên trên đi ngủ một cái đi. Buổi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm công việc khác nha. Cái phòng máy thì mình sẽ làm nốt ở trong thời gian dưới 2 tập nha các bạn. Cũng như là đưa mấy bé vào bên trong ở luôn ấy. Rồi giờ ngủ và sáng thức dậy làm công việc khác thôi. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ làm công việc tiếp theo, chính là xây một cái khu tập bắn để trang trí cái bên chỗ cắm trại của mình ấy. Tại vì hôm bữa mình có xây cái khu cắm trại nhưng mà chưa có trang trí gì thêm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái mạng nhện này và tạo ra chỉ nha. Tại vì bây giờ mình chưa có nhiều chỉ các bạn ơi. Hôm bữa mình có lấy một ít mạng nhện về để sử dụng nè. Rồi bây giờ thì mình đập ra để chế tạo thêm một ít thứ để bắt đầu làm cái khu tập bắn thôi. Tại vì phiên bản mới này ấy, nó đã thêm vào một block, đó chính là cái block làm cung tên đấy các bạn ơi. Đó, cái đó rất là hay luôn. Và cái đó thì cần hình như là đá lửa hay sao á. Giờ mình coi. Hình như trong nhà mình còn đá lửa, đúng rồi. Mình không cần phải lấy đá lửa từ mấy cục sỏi đâu. Mình có thể tận dụng những cái viên đá lửa mình còn thừa trong nhà này. Mình có 4 viên. 4 viên thì mình có thể làm được hai cái hay sao ấy. Tại vì hai cái cục đá lửa là có thể làm được một cái bàn làm cung tên hay sao các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy một ít gỗ trước. Đây và búp. Nè, đó, bàn làm cung tên nè. Tại vì nó có cái tâm này các bạn ơi. Đó, cái hồng tâm này mình có thể sử dụng này lại để làm cái chỗ để tập bắn ấy. Vậy là bây giờ mình cần lấy thêm một ít cái đá lửa nữa. Vậy là mình cần sỏi. Đây, mình có sỏi đây. Mình sẽ cố gắng tìm thêm khoảng 4 viên nữa đi. Để mình làm, à không, 2 viên nữa thôi. Để mình làm được một cái bia tập bắn nữa các bạn ơi. Mình cần khoảng 3 cái bia tập bắn là được rồi. Không cần quá nhiều cái bia tập bắn đâu. Đó, giờ đào ra. Chưa được nữa. Được một viên rồi nè. Ok. Cố lên. Đó. Búp. Có vẻ là nó hơi khó ra các bạn ơi. Tại vì cây xẻng của mình không có dòng gia tài ấy. Phải có gia tài thì nó sẽ dễ ra hơn rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ dùng cách này thử coi. Đó. Đó, được rồi nè. Chưa được nữa à. Có vẻ hơi khó ra đây. Đó, được rồi nè. Mình đã được đủ cái số đá lửa rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa. Búp. Và phiên bản mới này nó còn có cái khung cửi này các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thử luôn đi. Mình sẽ đặt cái khung cửi ở đâu ta. Khung cửi chắc mình sẽ đặt ở bên góc bên đây. Đó. Cái này là để cái banner vô các bạn ơi. Nè, nó có hình cái banner nè. Và ở đây là màu hay sao ấy. Để có dịp thì mình sẽ dùng cái banner này thử nha. Còn bây giờ thì tập trung vào việc làm mấy cái bàn làm cung tên, cũng như là chế tạo thêm một ít cái giá để sách đó các bạn ơi. Đây, giá để sách 1, 2, 3 cái luôn. Wow, vậy là mình làm được 3 cái giá để sách rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tranh thủ làm luôn nha. Một nè. Cái này nó cần slab thôi à. Nguyên liệu thì cũng khá là rẻ rồi. Tại vì mình muốn đặt như thế này nè các bạn ơi. Như vậy và một cái ở bên đây. Ngược. Cái này phải hướng cái hồng tâm ra trước chứ. Đặt như vậy. Khó đặt nha. Mình phải đặt sao để cho cái gì là được rồi nè. Rồi. Đó, như vậy thì mình chỉ cần đứng ở đây ấy và lấy cái cung và bắn vô cái hồng tâm này thôi. Đấy, rất là tuyệt luôn đúng không? Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm ít cái vật liệu xây dựng nữa, tại vì mình cần phải kiểu như là trang trí ở xung quanh cái khu tập bắn luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình có thể
dùng những cái hàng rào đi để mình bao bọc xung quanh đấy các bạn. Để mình coi coi mình cũng có thể chế tạo những cái thùng nữa này. Giờ mình sẽ lấy thêm ít gỗ sồi nha, để làm mấy cái hàng rào gỗ sồi các bạn ơi, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Đây, được một cái. Và mình cần chế tạo thêm mấy cái que cái đã. Được một ít cái que rồi nè. Tiếp theo là mấy cái hàng rào vuốt và những cái thùng thôi. Đó, được 7 cái thùng. Nhưng mà bây giờ mình dùng gỗ khác đi, chứ gỗ sồi giờ mình cũng đang khan hiếm á các bạn ơi. Đây, dùng gỗ này cho nó tiện nha. Mình phải cắt hết gỗ sồi ra luôn. Đó. Rồi, được 1 2 3 4 5 6 7. Ok, chắc mình làm khoảng 7 cái thùng để trang trí đi. Rồi bây giờ quăng bển và bắt đầu làm thôi các bạn ơi. Đó, cái khu đó thì mình làm ở bên góc phải cái chỗ cắm trại của mình ấy, tại vì mình thấy bên đó cũng khá là trống á các bạn ơi. À, sắp tới không chỉ cắm trại mà chúng ta còn có cái để vui chơi cũng như là tập luyện cái khả năng bắn cung ấy. Tại vì trong Minecraft thường thường thì bắn cung cũng khá là khó ấy, các bạn ơi. Thì vậy cần phải tập luyện thường xuyên thì bắn cung nó mới chuẩn được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha. Mình cũng đã ốp một ít cái đất ấy ở bên góc này này. Lúc trước là một cái dụng nước các bạn ơi, nhưng mà mình đã ốp cho nó phẳng lên hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái hồng tâm xuống thôi. Vậy giờ mình sẽ đặt cái hồng tâm xuống trước nha. Đầu tiên thì mình cần phải đặt một block bất kỳ trước đi, sau đó sẽ đặt cái này xuống. Phải đặt xéo như vậy à. Mình cũng không hiểu cái cơ chế đặt cái này sao luôn ấy. Sao mình đặt cái hồng tâm nó chứ lệch thôi các bạn ơi. Đó. Ngộ ta. Hay là mình phải đặt như thế này nhờ. Gì cũng không được luôn. Nó cứ sao sao ấy, cái vậy là cái hướng là nó cố định hay sao các bạn ơi, đúng không ta? Nè, nó cứ hướng qua bên đây không à. Sao để cho nó hướng về phía bên kia nhờ. Gì là nó cố định hay sao rồi. Gì là cái hướng bắn nó cố định rồi các bạn ơi. Gì là khó cho mình rồi. Chẳng lẽ mình đổi ra thành như vậy ta. Đổi như vậy thì mình hơi thiếu đất ấy. Mình lúc đầu mình dự định sẽ đặt cái hồng tâm ở bên đây nè, mình chỉ cần đứng bên đây và bắn qua bên đây thôi. Nhưng mà nếu nó như vậy thì mình phải đổi hướng rồi. Gì không hay rồi. Vậy là mình cần phải lấy đất thêm ấy các bạn ơi, để mình ốp cái vùng đất ở bên cạnh luôn ấy. Vậy là mình mới biết luôn ấy, là cái block này mình chỉ đặt được một hướng cố định thôi. Cái hồng tâm ấy các bạn, nó chỉ quay theo một hướng cố định ấy, mình không thể thay đổi được rồi. Như vậy bây giờ thì mình cần phải lấy thêm khoảng mấy stack đất ấy, và mình sẽ ốp hết cái chỗ vũng nước hồi nãy ấy, để chúng ta có thể đặt cái hồng tâm xuống nha. Lúc đầu thì mình cũng dự định sẽ đặt cái hồng tâm ở bên kia hồ các bạn, rồi mình bắn rồi mình lội qua, nhưng mà mình thấy vậy thì khá là mất thời gian, thành ra mình ốp lại đất hết luôn. Rồi bây giờ qua bển thì ốp đất lại thôi các bạn ơi. Chỗ đó nước cũng không có quá nhiều đâu, thành ra ốp cũng không có mất thời gian nhiều đâu các bạn ơi. Rồi qua bển ốp thôi. Đó. Ngoài ra thì cái cung ấy thì mình vẫn chưa enchant được, tại vì không ra mình đâu có dùng cung đâu, với lại mình chưa có nhiều mũi tên đấy các bạn, thành ra mình cũng hơi ngại dùng cung ấy. Sắp tới nếu mình tìm được một cái spawner của con skeleton ấy thì sẽ rất là tuyệt luôn, mình sẽ dùng cung thường xuyên luôn này. Bây giờ thì ốp đất lại trước nha. Ốp hết ở bên đây đấy, và mình sẽ chừa cái hồ để cho nó tự nhiên nhất luôn nha các bạn, chứ mình không ốp lại kiểu như cho nó phẳng hết luôn đâu. Mình muốn cái hồ này vẫn giữ nguyên lại để có gì mình còn trang trí nữa. Mình sẽ mở rộng hai bên cho nó đều đều nhau. Bên đây một ít và bên kia cũng một ít luôn. Đấy, ốp ra như thế này nè. Rồi, con này là ổn rồi đấy. Rồi sau đó mình sẽ qua bên kia và ốp tiếp nha. Để không thôi ốp hết bên đây rồi bên kia nó kiểu như là nó còn rộng quá ấy các bạn. Rồi, tiếp vào bên đây nè. Bên đây thì mình sẽ mở rộng ra mặt trước một xíu như thế này. Rồi sau đó đợi cho nó mọc cỏ lại thôi các bạn ơi. Tại vì mình muốn cho nó mọc cỏ lại ấy, để mình có thể dùng cái xẻng để tạo thành cái đường mòn, thì nó sẽ giống như là làm một cái đường bắn luôn ấy các bạn. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi sau đó mình sẽ chặt cái này và ốp xuống. Búp. Xong. Cái này có quá ngắn không ta? Chắc không sao đâu. Để sắp tới có gì mình mở rộng thêm ở mặt bên đây sao cũng được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt mấy cái bia trước nha. Bia thì mình sẽ đặt sát bên đây luôn. Và bữa sau này mình có nên trồng cây không ta? Mình định trồng cây ở đây nè các bạn ơi. Ok, chắc việc trồng cây để tí mình trồng lại sau đi. Mình sẽ đặt trước như thế này. Không, cái này phải đặt cao lên một ô chứ. Quên nữa. Giờ mình sẽ đặt cái lantern này xuống như thế này. Cách ra hai ô thôi nha. Hai ô. Cách ra hai ô được không ta? Cách ra hai ô có vẻ đẹp hơn nè các bạn ơi. Sau đó đặt cái này xuống.
như thế này và như thế này đó. Ổn chưa, ổn chưa? Sau đó làm một cái đường kiểu như là đường tập đường bắn ấy các bạn ơi. Đây mình sẽ cố ra nha. Ui ui ui, nhầm. Rồi nó thành cái đất kia luôn rồi. Ui mình phải cắt cái này xuống đó, tương tự ở bên đây luôn nè. Rồi sau đó thì mình sẽ làm một cái hàng rào ấy ở hai bên hông. Như vậy thì chúng ta đã có cái chỗ tập bắn rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Hàng rào thì mình sẽ đặt ở bên hông như thế này này, cách ra cũng khoảng 2 ô đi. Đó, là một cái đường thẳng luôn. Sau đó mình sẽ trồng thêm cây các bạn ơi. Mình muốn trồng thêm cây ở phía sau ấy để cho nó đừng có thấy cái hồ phía sau thì nhìn kỳ lắm. Đó, giờ mình sẽ cách ra 2 ô và đặt tiếp mấy cái hàng rào. Đó, vậy là xong rồi. Ngoài ra ở đây thì mình cần phải đặt những cái thùng ấy, kiểu như là cái nơi để chúng ta có thể chứa những cái mũi tên rồi cung tên nó các kiểu rồi các bạn. Đó, đặt xuống như thế này. Chặt cái này ra đi, làm cho nó khác khác một xíu các bạn ơi. Nó khoảng không khác rồi. Kỳ ta. Đấy, vậy là nó khác một xíu nè. Đó. Và một cái phía sau nữa. Rồi, tầm này lỏng rồi đấy. Bên đây rồi đúng không? Tiếp theo là ở bên đây nha. Bên đây thì mình sẽ cho nó qua bên trái một xíu luôn. Đấy, qua bên trái một xíu và đặt những cái thùng xuống. Đặt thùng gần. Đặt thùng gần quá thì nó sẽ kết nối lại với nhau thì nhìn nó không còn đẹp nữa các bạn ơi. Và đặt một cái ở bên đây. Đó, như vậy là ổn rồi. Ngoài ra mình sẽ thắp đuốc lên để trang trí cái khu này nha. Một cái ở bên đó, một cái ở bên đây và một cái ở đầu bên này. Rồi xong, tầm này là ổn rồi. Bây giờ công việc tiếp theo của mình ấy là đợi cho mấy này mọc cỏ hết, cũng như là mình cuốc một cái đường đi ấy để chúng ta có thể trang trí cái khu tập bắn á các bạn. Ok, hẹn lại các bạn khi mà mấy cái đất đó nó xanh hết nha. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây cho mấy bé mèo cũng như là mấy bé chó ấy, một ngôi nhà mới ở đây. Mình đã trang trí xung quanh thêm một ít cái trụ này để nhìn cho ngôi nhà nó kiên cố hơn các bạn ơi. Và bên trong ấy thì mình có lót thêm một ít cái tấm thảm này, cũng như là đây là nơi cho mấy bé ngủ này. Và đây là chỗ bàn ăn nè. Mấy bé đang hiện tại đang ở trong đây rất là vui vẻ luôn. Giờ mình sẽ cho mấy bé ăn một cái đấy, để có thêm một bé sói baby các bạn ơi. Cho bé ngồi xuống. Như vậy gia đình sói ngày càng đông hơn rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng dẫn thêm một bé mèo nữa về đây để sống chung với bé mèo nhà mình nha. Tại vì bé mèo này hiện tại vẫn đang cô đơn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo đó chính là một cái khu tập bắn. Mình cũng đã trang trí thêm cái khu tập bắn của mình rồi. Mình làm một cái chỗ để kiểu như là cái cổng vào các bạn ơi. Cổng vào thì mình trang trí đơn giản thôi, chỉ là những cái thân gỗ sồi và phía trên là một ít cái hàng rào cũng như là slab ấy. Rồi sau khi đi vào bên trong ấy thì chúng ta sẽ thấy đây là cái chỗ để đặt những cái cung tên nè. Chúng ta có thể lấy cái cung ra và tập bắn thôi. Mũi tên thì mình cũng đã chuẩn bị được 25 mũi tên mà mình tìm được từ đó tới giờ rồi. Và bên đây chính là cái bảng để ghi điểm này. Nếu các bạn có bạn bè vào chơi chung ấy thì có thể ghi điểm ở đây này. Bắn vào kiểu như là ngay tâm này nè các bạn là được 10 điểm, ngay đây là 9 điểm và vạch đỏ bên ngoài là 8 điểm và bên vạch trắng bên tiếp theo đó là 7 điểm. Và nếu lệch ra khỏi cái dòng này là dưới 5 điểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn. Mình làm xong giờ mình test luôn nha các bạn. Mình thích ở chính giữa hơn. Đứng chính giữa bắn cho nó dễ nha. Rồi chuẩn bị nè. Hôm nay Núp sẽ tập bắn cung nha. Các bạn nhớ đón xem coi Núp bắn được bao nhiêu điểm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắn thử nha. Ui bắn sao ta, bắn phải canh các bạn ơi. Cái này khá là khó đây. Đụp. Ui. Mình bắn bay luôn cái item frame rồi. Phải đứng lên nha, không được ngồi đè ship như vậy này. Mình ngồi là mình bắn sẽ rớt cái item frame nha các bạn. Phải đứng lên nha. Rồi. Đụp. Ui. Hình như nó bắn không có điểm nào luôn. Nó bắn không trúng cái gì hết luôn các bạn ơi. Ok, để lọc bắn thử nha. Bắn lại cái lần hai nè. Bụp. Hình như lần này được 7 điểm hay sao ấy. Ừ đúng rồi, 7 điểm. Vậy 7 điểm luôn. Rồi mình sẽ bắn khoảng 10 mũi đi. Nãy giờ được 2 mũi nè. Đó. Tiếp theo. Bụp. Lần này là dưới 5 điểm luôn rồi. Tiếc nhờ. Ok, làm lại được 3 mũi rồi đúng không? Đó, tiếp theo còn 7 mũi thôi. Cố lên. Lập sẽ cố gắng bắn vào tâm nha các bạn. Đấy, cố gắng một lần 10 điểm coi. Bụp. Sao nó bắn cứ xuống dưới hoài à. 4 mũi rồi mà không có lần nào là được 9 hay là 10 điểm hết các bạn ơi. Đặt nhầm.
Rồi bắn lại, bắn lại. Bắn nè. Ui. Ui, 9 điểm luôn nè. Wow. Một mũi tên 9 điểm rồi các bạn ơi. Vậy là với 5 mũi tên thì núp là có một lần được 9 điểm rồi. Ok ok, hy vọng 5 lần sau ấy thì núp sẽ được 10 điểm nha. Bụp. Ô, lần này là được nhiêu điểm ta? Ô, lần này là 5 điểm à. Ừ. Lại nè. Lần này thì mấy điểm? Ừ, lần này lại 9 điểm. Ô, được 2 lần 9 điểm rồi các bạn ơi. Ồ, thêm 2 mũi nữa đúng không? Rồi, còn 3 mũi cuối cùng nha. Bụp. Ô, lần này nhiêu điểm nữa? Ui, lần này 5 điểm à. Còn 2 mũi cuối cùng nè, cố lên, cố lên, cố lên. Bụp. Ui, lần này cũng 5 điểm luôn. Rồi, mũi tên cuối cùng. Bụp. Mũi tên cuối cùng 10 điểm nè. Sát mí luôn các bạn ơi. Đó, yay. Cuối cùng thì nó cũng bắn vô cái hồng tâm rồi các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Và ở tập sau, nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.